Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Quân Đá Ninh Bình, là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công xây dựng các công trình lăng mộ đá. Vừa rồi thì có rất là nhiều bác khách hàng mới hỏi mình một cái vấn đề như thế này là: Quân ơi, bây giờ bác muốn xây dựng một công trình lăng mộ, nhưng mà nếu mà để làm bằng đá hết ấy, thì cái kinh phí của nó có thể là nó hết rất là nhiều, thì phía gia đình bác cũng đầu tư nó cũng không ổn lắm. Thế thì cháu có một cái phương án nào để làm cho nó hợp lý không? Và đặc biệt là vừa rồi có một cái bác ở Hà Nội và bác ấy quê ở Hà Nam. Bác ấy có nói với mình rằng là gia đình bác có một cái khu đất rộng 13 mét và dài 10 mét. Bây giờ bác muốn làm công trình lăng mộ đó thì Quân giúp bác tư vấn xem là nên làm như thế nào cho đẹp. Thì thật ra là mình vẫn nói với khách hàng của mình rất là nhiều, đó là đối với một cái công trình lăng mộ ấy thì không nhất thiết là nó phải bằng đá hết thì nó mới là đẹp đâu. Mình có thể kết hợp được giữa rất là nhiều những cái loại vật liệu khác nhau. Ví dụ như trong một công trình lăng mộ thì thường là nó có những cái hạng mục chính, đó là cái phần lăng thờ chẳng hạn này, hay là cái phần cổng, hay là phần bình phong, hay là phần mộ, rồi phần tường bao, thì chúng ta có thể cân đối, chúng ta lựa chọn xem là cái phần nào nên làm bằng đá, phần nào làm bằng các loại vật liệu khác cho nó hợp lý. Thì đối với một công trình lăng mộ ấy, thì cái phần lăng thờ và phần mộ là cái phần mà quan trọng nhất. Thì để cho công trình nó bền và nó giá trị về sau này ấy, thì có thể là chúng ta sẽ tập trung làm phần lăng thờ, phần mộ bằng đá. Còn đối với cái phần tường bao xung quanh chẳng hạn, thì chúng ta có thể chọn một cái loại vật liệu khác. Chẳng hạn như các bác có thể là dùng cái gạch không chát như thế kia kìa. Em quay vào phía cái tường gạch kia. Đấy, ví dụ như các bác có thể dùng cái tường gạch không chát đó, các bác xây bao quanh khuôn viên của khu lăng mộ thì cũng rất là đẹp. Và tại sao em lại nói với các bác là mình nên làm bằng cái gạch mộc xây không chát ấy? Tại vì khi mà các bác làm bằng gạch mộc xây không chát thì là nó sẽ giá trị hơn ở chỗ là nếu các bác chát ấy, thì các bác phải lăn sơn. Và khi các bác lăn sơn thì ở ngoài cái công trình lăng mộ ấy, thì nước ẩm nó bốc lên ấy, thì một thời gian là công trình nó sẽ cái sơn đó nó sẽ bị rêu mốc, rồi nó bị bong chóc. Lúc đấy nếu mà như mà chúng ta sửa lại thì mất rất là nhiều thời gian. Mà nếu như để như thế thì nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của công trình. Thế nên là các bác cứ xây gạch mộc không chát, và các bác để qua thời gian ấy thì cái màu của đá và màu của gạch nó sẽ xuống màu đi, và nó sẽ cổ kính và nó sẽ nhìn nó đẹp cùng với nhau. Và quay trở lại cái câu chuyện là một bác hỏi mình là nhà bác có một cái miếng đất rộng 10 mét, rộng 13 mét và sâu 10 mét, thì bây giờ là nên làm cái lăng như thế nào, và bác ấy muốn đặt trước là hai ngôi mộ. Thì đây, đây là một cái phương án có thể nói là nó rất là hợp với lại cái công trình của nhà bác ấy. Tức là với cái chiều ngang đất của bác là 13 mét và chiều dài 10 mét, thì cái khu lăng mộ đó là một khu lăng mộ cho gia đình, cho một gia đình. Thì như thế này, như lúc nãy mà em vừa nói thì có thể là bác chỉ cần tập trung vào phần lăng thờ và phần mộ, thì mình sẽ làm bằng đá, thì có thể là bác làm một cái lăng thờ như thế này. Thì cái lăng thờ này với cái chiều ngang cả cánh của nó thì đâu đó nó vào khoảng tầm 6 mét rưỡi 7 mét gì đó, và nó sẽ cân với cái tổng chiều ngang của mình là 13 mét. Thì sau này khi mà chúng ta lắp cái lăng xong thì hai bên lăng này bác bố trí hai cái cây đại chẳng hạn. Hai cây đại, ví dụ như em quay với cây đại như thế này đi. Hai cái cây đại như thế này. Đấy, ví dụ như là hai bên lăng các bác bố trí vào hai cái cây đại như thế này chẳng hạn. Thì cái cây đại đấy nó sẽ xòe bóng vào hai bên của cái lăng thì nó rất là hợp lý. Và phía đằng trước của cái lăng ấy thì bao giờ cũng vậy, thì các bác là đặt hai phần mộ. Và tại sao em lại nói cái phương án này nó rất là hợp lý, tại vì như này, khi mà các bác đặt hai phần mộ như thế này ấy, thì hai cái phần cánh lăng nó sẽ là hai cái điểm tựa cho hai ngôi mộ này. Thì chính vì vậy thì hai cái phần mộ có một cái cảm giác là nó rất là chắc chắn. Cũng giống như khi chúng ta ngồi ghế thì cái phía đằng sau lưng chúng ta có một cái phần tựa lưng ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái sự chắc chắn, một cái sự yên tâm. Và đối với các cái phần mộ cũng vậy, hai cái phần mộ hai bên và ở phía sau hai phần mộ là có hai cái phần cánh phong của cái lăng nó đỡ, thì cũng tạo ra một cái cảm giác rất là chắc. Và đứng từ phía bên ngoài nhìn vào thì mộ ông luôn luôn là bên tay trái và mộ bà bên tay phải. Ở đây ấy, thì em đang đặt thêm một cái bàn lễ. Đặt thêm một cái bàn lễ như thế này ấy, thì nó có một cái tác dụng rất là hay. Đó là vào những ngày lễ lớn ấy, khi mà con cháu về đông để thắp hương, thì phía bên trên kia thì có thể là chúng ta đặt lễ chay, còn toàn bộ lễ mặn thì chúng ta đặt ở dưới này. Và như cái bàn này thì là nó sẽ chống ở cái phía đằng của cái khung này, nó chống này, thì nó là một cái khoang để các bác có thể để những cái đồ, ví dụ như là nến hay là những cái chổi hay là những cái khăn lau mà chúng ta chưa dùng thì chúng ta có thể để vào trong đó, thì nó rất là phù hợp. Và em nhắc lại một lần nữa là đối với một công trình lăng mộ không nhất thiết là phải bằng đá hết mới là đẹp, các bác nhớ đấy. Thì mình chỉ cần chọn những hạng mục nào chính thì mình làm bằng đá thôi, ví dụ như phần lăng thờ, phần mộ hoặc là một cái bình phong. Còn toàn bộ các cái phần tường ấy, thì các bác có thể là dùng gạch mộc, các bác xây không chát. Và một trong một công trình lăng mộ đẹp thì nó không thể thiếu được cái mảng cây xanh.
Thế nên là các bác lưu ý rằng trong những cái công trình đó, khi thiết kế thì các bác nên khéo léo làm sao đưa những cái mảng xanh vào thì nó tạo cho công trình một cái sự xanh mát và nhìn nó nhẹ nhàng hơn, nó sẽ dịu dàng hơn. Thì đó là một số cái lưu ý mà em muốn thông qua cái video này để gửi đến tất cả quý vị và các bạn đang muốn xây dựng, tôn tạo các công trình lăng mộ, thì mình có thể cân đối các phương án làm sao cho nó tốt nhất, hài hòa nhất với từng điều kiện của từng người, từng gia đình, thì đó mới là một công trình lăng mộ ý nghĩa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ kênh của Đá Minh Nghệ Anh Quân. Xin chào.